Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 23 tháng 1 tại Yên Bái, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở ngưỡng 7 đến 10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Nhiều trường mầm non vùng cao Yên Bái đã cho trẻ nghỉ học. Huyện vùng cao Trạm Tấu có 27 đơn vị trường học và một nhóm trẻ tư thục với tổng số 399 nhóm lớp và gần 12.000 học sinh. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng giáo dục, việc chăm sóc, đảm bảo thể chất, sức khỏe cho học sinh cũng được coi trọng hàng đầu. Bà Nguyễn Thị Hà, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết, ngày 23 tháng 1 do nhiệt độ xuống thấp, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học và tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho con em tại gia đình. Có 9 trường mầm non với gần 2.800 trẻ ở các xã vùng cao, nhiệt độ xuống thấp dưới 8 độ C đã cho trẻ nghỉ học. Tại các khu vực có nền nhiệt độ cao hơn, học sinh đi học bình thường. Bên cạnh đó, các trường luôn đảm bảo việc chống rét như dự trữ quần áo, mũ, tất, đóng kín các phòng học, phòng ở, đảm bảo dinh dưỡng khẩu phần bữa ăn cho học sinh. Tại huyện Mù Cang Chải, do nền nhiệt độ xuống thấp đến sáng 23 tháng 1, đã có 4 trường mầm non với gần 2.000 học sinh ở các xã vùng núi cao như Nậm Có, Cao Phạ, Nậm Khắt, Chế Tạo cho trẻ nghỉ học. Ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải thông tin, phòng theo dõi chặt chẽ các bản tin, cảnh báo về thời tiết, chủ động hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho học sinh. Căn cứ điều kiện thời tiết thực tế hàng ngày trên địa bàn xã, thị trấn, các trường chủ động báo cáo với bộ phận phụ trách chuyên môn, điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm, trường học học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, giải quyết để các em không phải nghỉ học. Cùng với đó, chế độ hoạt động giáo dục ngoài trời, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa cũng được điều chỉnh để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường bố trí giờ học môn thể dục hợp lý, phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm nhắc nhở các em mặc đủ ấm, không bắt buộc phải mặc đồng phục trong những ngày trời rét. Thực hiện công văn số 1818 SGZDT-GZTH của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài, phòng giáo dục các huyện, thị đã tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm thấp. Sáng 23 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết một số trường học trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Đến thời điểm hiện tại, hai trường trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.006 học sinh đã được nghỉ học để tránh rét. Xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ nằm ở khu vực cao, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 4 độ C. Trường mầm non của xã đã cho trẻ nghỉ học. Cô giáo Phạm Thị Thao, hiệu trưởng trường mầm non Xin Suối Hồ cho biết toàn trường có 444 học sinh. Sáng 23 tháng 1, nhà trường đã cho tất cả học sinh nghỉ học và tuyên truyền đến phụ huynh các biện pháp giữ ấm cho trẻ nhỏ trong những ngày rét hại khi ở nhà. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xin Suối Hồ, Trẻo Quẩy Hòa, do nhiệt độ xuống thấp, xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh như đảm bảo chỗ ở phải kín gió, chăn nệm đầy đủ. Riêng học sinh mầm non được nghỉ học, xã đã tuyên truyền đến bà con nhân dân bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm để vật nuôi chống chọi với đợt giá rét. Tương tự, 562 học sinh trường tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ đã được nghỉ học từ sáng ngày 23 tháng 1 do nhiệt độ giảm sâu. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và nơi ở ấm áp, kín gió cho học sinh bán trú. Các nhà trường được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp và chủ động tổ chức cho học sinh học bù để đảm bảo khung chương trình năm học. Nhiệt độ ở Lai Châu nhiều nơi dưới 10 độ C. Theo Thông tấn xã Việt Nam, sáng sớm 23 tháng 1, tại các xã biên giới như Xín Cái, Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhiệt độ giảm xuống rất thấp, có nơi xuống ngưỡng âm 1 độ C, kèm mưa phùn nên đã xuất hiện băng giá. Băng giá phủ trắng các cành cây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Đến đầu giờ chiều ngày 23 tháng 1, tình trạng băng giá vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều đỉnh núi cao trên cao nguyên đá Đồng Văn. Trước diễn biến rét đậm, rét hại còn kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc và 2 huyện phía Tây cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống các thôn, bản triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống đói, rét dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Các địa phương tổ chức đoàn công tác xuống cơ sở, nhất là xã vùng cao biên giới kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho nhân dân, cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn bà con không thả rông gia súc, che chắn chuồng trại kỹ lưỡng, chủ động bổ sung thức ăn để tăng cường đề kháng cho gia súc.
Các trường chủ động cơ sở vật chất nhà ở bán trú, phòng học, chủ động theo dõi tình hình thời tiết để thông báo và hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho con trước khi đến lớp. Thầy cô giáo thường xuyên đôn đốc học sinh bán trú trong việc mặc ấm, giữ vệ sinh cá nhân. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, đợt rét đậm rét hại diện rộng này dự báo có thể kéo dài trên địa bàn tỉnh trong nhiều ngày tới. Dự báo băng giá có thể sẽ xuất hiện tại nhiều nơi, nhất là ở đỉnh núi cao, nên các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và chủ động triển khai biện pháp ứng phó hiệu quả với rét đậm, rét hại, băng giá. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Lê Tiến Dũng, trưởng ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cho hay, từ đêm 22 tháng 1, rạng sáng 23 tháng 1, không khí lạnh tràn về kèm theo mưa nhỏ, nên khu vực đỉnh núi Yên Tử đã xuất hiện băng giá. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, nhiệt độ trung bình ở khu vực núi cao Yên Tử ở tầm 1 đến 2 độ C, độ ẩm không khí gần 90%, băng giá phủ trắng trên những cành cây, thảm cỏ và trên mái chùa đồng Yên Tử. Trưởng ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử Lê Tiến Dũng khuyến cáo người dân và khách du lịch tham quan Yên Tử mặc áo đủ ấm, phòng chống rét. Tuy nhiên, theo ông Dũng, hôm nay lượng khách tham quan Yên Tử khá ít, chỉ lác đác vài người thích thú khám phá băng trên đỉnh núi này. Tương tự, ở huyện vùng cao Bình Liêu đã xuất hiện hiện tượng băng trên đỉnh núi Cao Ly. Một số du khách đã trải nghiệm hiện tượng kỳ thú và lan truyền thông tin trên các mạng xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vùng cao Bình Liêu Phạm Đức Thắng cho biết, chính quyền huyện đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng chống rét từ tháng 11 năm 2023 và ngay trong đợt rét này tới các địa phương. Tính đến trưa 23 tháng 1, chưa có thiệt hại nào do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này. Học sinh trên địa bàn huyện vẫn đi học đầy đủ. Theo trưởng phòng nông nghiệp huyện Bình Liêu, Lê Thu Hương, nhờ có công tác chuẩn bị phòng chống rét sớm nên toàn bộ đàn gia súc của các hộ dân đã được đưa về chuồng trại. Chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân quây bạt chắn gió cho đàn gia súc. Thời tiết trên địa bàn huyện rét buốt, song giao thông vẫn thông suốt. Bình Liêu đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống rét ở các địa phương, chỉ đạo các xã, thị trấn phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra tình hình phòng chống rét, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc chăm sóc bảo vệ cây trồng vật nuôi. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh đã có hướng dẫn khuyến cáo người nuôi tập trung cải tạo, che chắn chuồng trại để đảm bảo kín gió, tránh mưa tạt, giữ nền chuồng luôn khô ráo sạch sẽ, sử dụng bóng điện hay đốt lửa sưởi cho vật nuôi trong chuồng bằng chấu, mùn cưa, than củi. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trâu, bò già yếu, gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để phòng chống rét và dịch bệnh. Đối với nuôi trồng thủy sản, người nuôi trên địa bàn tỉnh đã áp dụng các hình thức tăng nhiệt độ phù hợp cho sinh trưởng của thủy sản nuôi và làm giống, giữ mực nước ao nuôi từ 1,5 đến 2 mét, che phủ bề mặt ao nuôi bằng ni lông sáng màu hoặc thả bèo tây. Ngành nông nghiệp khuyến cáo, đối với các lồng bè nuôi thủy sản có thể dùng ni lông phủ kín mặt lồng nuôi hoặc thả sâu lồng nuôi so với mặt biển từ 1,8 đến 2 mét. Sử dụng thức ăn phù hợp, bổ sung vitamin tăng cường sức đề kháng. Khi nhiệt độ nước xuống thấp, cần hạn chế cho ăn, tranh thủ cho ăn vào những ngày nắng ấm. Đồng thời, các hộ nuôi thường xuyên theo dõi chất lượng môi trường nước, giữ môi trường nuôi sạch để phòng tránh dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!